Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Chúng tôi đang ở vị trí này là xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì ở đây chúng tôi có một lô đất này, đường đất mặt tiền thì khá là dài. Các bạn dịch vụ gần đây ô tô vẫn vào được bình thường nhé. Đường đất này cách cái chỗ ngoài tỉnh lộ 328 đâu đó khoảng 500m thôi, cũng gần thôi. Thì cái lô đất này diện tích là 2 hecta, giá bán là 201 một sào, tức là 2 tỷ mốt một hecta, 4 tỷ 2. Đấy, quý vị nào quan tâm thì có thể, cái chiều dài mặt đường này thì khá dài, mấy bạn ấy cũng chưa bước và cũng chưa soi số thì không biết là đâu đó chắc cũng phải hơn 100m hay này. Bao nhiêu đó. Thì quý vị nào quan tâm thì chỗ lô đất này thì đang trồng điều nhá. Ở bên cạnh đối diện thì có cái rừng cao su. Rừng cao su này hình như là chưa thấy khai thác. Đó, chưa thấy cạo mủ hay là gì cả. Lô đất này thì đường tương đối là bằng phẳng, đường cát đẹp, không đến nỗi xói mòn hay là nhiều ổ gà, mà đi ra ngoài đường tỉnh lộ thì gần. Đó. Trong này lô đất này có vẻ như là chủ này cũng làm cây cỏ tương đối là sạch sẽ, không đến nỗi gọi là tùm như một số lô đất mà tôi vẫn quay video. Đó. Vườn điều tương đối là đẹp. Cây điều thì cũng cổ thụ lâu năm rồi, mà tùy mục đích sử dụng thôi. Đất thì có vẻ hơi cao, vòng lên một chút. Phía ngoài kia thì thấy có vẻ nó lại hơi dốc xuống nè. Tức là giữa lô đất này mà cao làm view lên thì cũng đẹp. Thì một lô đất ở Phước Tân với cái giá này tôi thấy cũng tương đối là tốt. Đó, tương đối là tốt. Vị trí cũng tương đối đẹp, đường xá thuận lợi, đi từ ngoài vào cũng khá là gần. Đó, ở dưới này hơi dốc này. Hết cái lô đất điều này thì lại đến cái rừng cao su ở phía dưới này. Đó, phía dưới mấy cây thẳng đấy là rừng cao su luôn. Thì một lô đất diện tích vừa tầm, giá tiền cũng vừa tầm. Quý vị nào mà có quan tâm ý định nghỉ dưỡng hoặc là có ý định mua để làm trang trại gì đó thì cũng được. Khu này thì dân cư ở thì cũng chưa đông, nên khi mà ví dụ giả sử có làm trang trại xin giấy phép chăn nuôi gì đó thì có thể không ảnh hưởng đến dân, cũng là một cái nhu cầu. Hoặc là nghỉ dưỡng, quý vị có thể làm một cái nhà vườn nghỉ dưỡng gì đó ở đây thì cũng phù hợp. Đây thì mới đang là đất trồng cây lâu năm thôi, chưa có thổ cư. Nhưng cái việc mà xây dựng này ở nông thôn này thì đa số là các khách hàng Sài Gòn đều muốn có thổ cư, là việc đúng quy tắc, đúng nguyên tắc. Nhưng ở đây thì đa số là xây dựng 100% xây dựng là không có bản vẽ thiết kế, 90% xây dựng là không có thổ cư. Đấy, thì cái việc mà không thổ cư thì đương nhiên là dân làng họ làm thì nó dễ dàng hơn, là có thể dân ngoại tỉnh đến thì có thể lại phải chạy mất một ít tiền. Cái chuyện đấy thì chuyện xã hội thôi. Thì quý vị nào mà quan tâm những một cái sản phẩm như này thì có thể liên lạc với chúng tôi hoặc là để lại những cái ý kiến ở phía dưới. Để quý vị có thể bấm theo dõi kênh để nhận được những sản phẩm tốt hơn, mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.